nó có mất là lo chứ mấy đâu. Bây giờ tôi cho tụi nhớ mấy là được. Mình tới đây một giờ. Để với chị nghe không? Ai ôi con mèo đáng yêu quá, đẹp quá. Chị thương nha. Để mèo con ở đây. Nào các chị luôn, nào các bố của các chị.
Ôi, không có cái gì của cô bây giờ. Okay.